xoài xoài là túi mật rồi, ra đây bác Quang có chữa khỏi đây. Ra ngay. Xoài xoài túi mật ra đây. Đấy. Đây xoài túi mật đây cho mày hai. Túi mật đây. Cô lại thoát vị đi đẹp lên. Lúc mà nó đau chẳng muốn làm thì lúc nó khỏe nằm. Ông trước ông đang gọi lắm rồi. Hàng trước chẳng đau, chẳng làm. Cô đi làm thế thì làm gì mà không đau. Lô. Châm cứu nha. Đây. Cô đây. À thôn bây nào nhỉ? Cháu ở thôn An Tháp. An Tháp à? Vẫn mua thuốc được. Đang ngoài kia. Trời ơi. Vẫn mua thuốc được. Mấy người thuốc nào rồi? Rồi, thắt chim. Ông phải trước ông nặng khỏi, ông theo rồi. Đang khỏi. Khám. Các tiếng hô hoa chứ có khỏi. Các bạn tính này cẩn thận rồi. Các bạn người không khám. Ừ. Thế. Ừ. Trong ông già mà gần mỗi lần còn gì nữa. Năm nay mới 72 cô ạ. 72. Anh mới 72 chứ. Năm nay mới có 78. Ừ. Thế thì mẹ cháu hơn bác, hơn ông mấy tuổi thì ừ. Nhiều.